Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Viettel Post. Chiều nay thì 1, 2, 3 có 4 đồng chí lên đường báo cáo với lại mọi người. Đồng chí đầu tiên là đi Lâm Đồng này. Đấy, Lâm Đồng Đơn Dương nhá. Đấy, đi Đơn Dương. Huyện Đơn Dương là xã Ca Đơn. Đấy, thì đây là cái đài, Sony S10 đây. Đấy, Sony S10 này. Đấy. Một cái. Tiếp theo ở đây là 20 cuốn băng đài. 20 cuốn băng đài đã có nội dung chương trình rồi nhá. Thì cái băng này mình nhắc lại là mình cung cấp 30.000 đồng một cuốn. Đấy, đã có nội dung chương trình ở trong này rồi. 20 cuốn băng đài gửi đi Bình Phước. Đây. Đấy, Bình Long Bình Phước này. Đấy, Bình Long Bình Phước nhá. Đấy, 20 cuốn băng đài. Bỏ lên đây. Cái nữa là cái đi Kiên Giang. Đây là đài cục máy của đài Sony CFS715SC đấy, của người anh em ở Kiên Giang gửi mình để điều trị chứng hờn dỗi cùng với lại 5 cuốn băng đài nha, 5 cuốn băng đài ở trong này. Đấy, 5 cuốn băng đài ở trong này. Đấy, đây. Đi Kiên Giang, Tân Hiệp Kiên Giang đây. Đấy. Và cuối cùng là chiếc đài to tướng, đài sáp QT. Sáp QT 150 này. QT C150 này. Đấy, đài sáp QT. Đài sáp QT này thì đi Hồng Ngự, đi Đồng Tháp. Đấy. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hồng Ngự này. Mãi Trần Nét. Đấy đây. Đấy. Hôm nay buổi chiều nay có 4 sản phẩm tạm thời là như vậy chứ ở nhà vẫn còn nhưng mà chưa đóng kịp. Trân trọng cảm ơn mọi người. Chào thân ái. Merci.